Ukraine biết mọi chuyện đã kết thúc. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bên cạnh những diễn biến tại Ukraine, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những sự kiện mới nhất xoay quanh kênh đào Phù Nam của Campuchia ở cuối chương trình. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nga dồn dập công phá, tiến sát cửa ngõ Kalovka, Saromaoski thất thủ nga đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của ukraine ở hướng nam danyas bằng cách chiếm được phần lớn ngôi làng staromaosky vốn được kiev giành lại trong mùa hè năm ngoái ngôi làng nằm ở phía nam của velikaya novoseka trên mỏm đá vremitsky đánh giá dựa trên bản đồ vào ngày hôm qua của kênh deep state thì quân đội nga đã kiểm soát được phần phía nam và trung tâm của ngôi làng staromaosky phần phía bắc thì vẫn là vùng xám tuy nhiên cho đến hôm nay staromaosky chính thức đã thất thủ và lực lượng ukraine buộc phải rút lui về vùng ngoại ô phía bắc đây là bước tiến lớn nhất của quân đội nga ở mặt trận phía nam danes cho đến nay việc chiếm được staromautsky chắc chắn sẽ giúp cho nga đẩy nhanh quá trình kiểm soát nốt làng urozane ở ngay liền kề mặc dù không thể so sánh được với bước đột phá gần đây ở ocheretino nhưng mà rõ ràng rằng lực lượng nga muốn chiếm lại được các vị trí đã mất và có thể phát triển một cuộc tấn công xa hơn về phía bắc tại ngã ba vùng Danes và Zaporozhye. Từ đó, họ tạo ra một mối đe dọa từ hai bên sườn cho nhóm quân Ukraine đang hoạt động trải dài từ Volodya tới Krasnohorivka. Nhưng mà để làm được điều đó thì Nga sẽ cần phải vượt qua được địa hình chống trải và đầy cạm bẫy đang cản trở lực lượng Moscow tiến lên ở đây. Đặc biệt là khi Ukraine đang sử dụng khá nhiều UAV để tấn công vào bộ binh đối phương. Ngoài ra, kênh RVVNCO cũng cho biết rằng sau khi kiểm soát được làng Netalovo thì Nga đã bắt đầu áp sát khu vực hồ chứa Kalockoi với sự hỗ trợ của hàng không. Họ đã dọn sạch được một khu vực rộng lớn nằm giữa netalovo và khe núi Domaka. Thực tế là mũi xung kích của Nga đã tiến sát tới cửa ngõ của Kaloka. Trong khi đó thì mặt trận Chasovya cũng đang bốc cháy khi mà Nga đã biến được mặt trận này thành một lò thiêu đốt các loại trang thiết bị của phương Tây. Quay trở lại với mặt trận phía Bắc Kharkov Bộ tham mưu của Ukraine đã rút một số lượng đáng kể quân ra khỏi các chiến trường ở Chasopya, Kupiansk, Kherson và Zaporizhia để có thể chống lại cụm quân miền bắc ít ỏi của người nga. Tuy nhiên, các lữ đoàn và quân dự bị này chưa thể thay đổi được tình hình và đã gây thất vọng bởi hai lý do. Lý do thứ nhất đó là một số đơn vị chẳng hạn như là lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, lữ đoàn bộ binh số 71 hoặc lữ đoàn tấn công đường không số 82. Do trước đó đã tổn thất nhân sự nghiêm trọng cho nên họ buộc phải bổ sung bằng các binh sĩ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Thứ hai, đó là quân dự bị chưa từng tham chiến nhưng lại được đưa ngay tới mặt trận nóng bỏng này. Họ thiếu đi những kỹ năng cơ bản nhất trong việc xử lý các loại vũ khí và thiết bị quân sự. Kết quả là nhóm quân này ngay lập tức bị bắt hoặc phải đầu hàng. Nói tóm lại thì Kiev đang điều động mọi binh sĩ từ thiện chiến cho đến tân binh, chưa một ngày cầm súng. Những người này đang bị chuyển tới một trong những hướng nguy hiểm nhất của mặt trận. Nhưng có thể nói rằng, những đội quân thiện chiến nhất được cử tới Kharkov quả thực cũng là một mối đe dọa đáng kể với người Nga. Tuy nhiên thì số lượng, tình trạng thể chất và tâm lý chung của các chiến binh là không đạt tiêu chuẩn do họ đã mệt mỏi, suy kiệt trong các trận chiến trước đó. Nhưng mà Bộ Chỉ huy Ukraine không có cách nào khác. Hay nói đúng hơn là để phục vụ cho dự án truyền thông PR của chính quyền ông Zelensky thì họ vẫn phải tung những lực lượng dự bị đã sức mẻ hoặc còn non nớt vào tham chiến với hy vọng là có thể cản bước được quân Nga tiến lên. Thêm nữa, quân đội Ukraine biết rằng dù Mỹ có viện trợ thì người Nga vẫn có lợi thế đáng kể về pháo binh và hàng không. Điều này đã được Sĩ quan Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine Dmitry Kozubenko thừa nhận. Ngoài ra, Mikhail Polodiak là cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào hôm 29 tháng 5 rằng người Nga có lợi thế tuyệt đối về đạn pháo và tên lửa. Ông ấy cũng tuyên bố rằng hàng không chiến thuật Nga đang thống trị bầu trời. Họ tự do ném bom vào các vị trí của Ukraine và gây ra tổn thất rất lớn. Theo ông này, để có thể chấn áp được lực lượng hàng không Nga thì Kiev cần ít nhất là 60 tiêm kích của phương Tây. Và lý tưởng nhất là 100 đến 120 chiếc. Ông Polodiak tin rằng Nga đang cố gắng để chiếm càng nhiều lãnh thổ càng tốt nhằm buộc phương Tây và Ukraine phải đồng ý đình chiến trước khi vũ khí phương Tây kịp tới nơi. Đồng thời, Ông gọi phương án đóng băng xung đột là điều không thể chấp nhận được và kêu gọi phương Tây hãy cho phép Ukraine tấn công các căn cứ của người Nga. Ukraine biết mọi chuyện đã kết thúc. Liệu phương Tây có đủ sức để leo thang với Nga? Tình hình chiến trường đang thay đổi nhanh chóng khi mà Kiev liên tục thụt lùi trên ba mặt trận chính là Zaporizhia, Donbass và Odessa, mà Odessa là cửa ngõ chính của Ukraine để tiến ra biển. Về hướng Zaporizhia, Ukraine để mất quyền kiểm soát Robotyne, ngôi làng này được coi là một trong những mục tiêu quan trọng của cuộc phản công mùa hè 2023 của Ukraine. Về hướng Odessa, thì Kiev liên tục phải hứng chịu những đòn tấn công, thậm chí là còn đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát khu vực này. Trụ sở quân đội Ukraine, các kho đạn dược và kho nhiên liệu quan trọng ở thành phố biển này liên tục bị phá hủy. Cảng chiến lược Odessa cũng bị thiệt hại nặng nề, khiến cho phương Tây gặp khó khăn trong việc hỗ trợ cho Kiev. Về chiến trường chính Donbas thì lãnh thổ do Ukraine kiểm soát đã bị thu hẹp trong thời gian ngắn, khi mà nhiều tuyến phòng thủ vững chắc nhất đã bị sụp đổ. Nhiều làng mạc thị trấn liên tiếp phải rơi vào tay người Nga. Đặc biệt là nếu như họ thất bại tại Châu Gia, thì Nga có thể tiến tới kiểm soát hoàn toàn Donbass vào cuối năm nay. Có thể nói rằng chính quyền Kiev lúc này đang thực sự mất đi thế chủ động. Do đó, Ukraine cần phải tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS để tấn công vào các mục tiêu sâu phía sau chiến tuyến đặc biệt là nhắm vào các căn cứ không quân của nga trên bán đảo crimea nó sẽ gây thiệt hại cho máy bay chiến đấu và kho nhiên liệu của đối phương tuy nhiên người nga cũng nhanh chóng có các biện pháp để bảo vệ trong đó có việc tích cực sử dụng các hoạt động tác chiến điện tử báo cáo của bộ quốc phòng nga cho thấy họ đã có thể đánh chặn tới khoảng hơn một nửa số tên lửa atacms do quân đội ukraine phóng đi có thể nói rằng sức mạnh của hệ thống tên lửa atacms do mỹ sản xuất khó có thể tồn tại được lâu dài ở giai đoạn tiếp theo chúng sẽ dần dần mất đi tác dụng vốn có giống như là tên lửa HIMARS hay là các loại vũ khí khác. Trong khi đó thì tờ Telegraph của Anh cũng đã đăng tải bài viết có tiêu đề là Ukraine biết mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng mà sau đó thì họ đổi tiêu đề thành Không có vũ khí phương Tây, Ukraine có thể chỉ còn vài tháng nữa. Quý vị có thể tìm thấy tiêu đề cũ với tùy chọn đầu tiên của bộ nhớ Google. Tuy nhiên, nội dung bên trong bài báo này thì hoàn toàn không thay đổi. Tờ này viết rằng Chính quyền Kiev buộc phải chuyển hàng nghìn binh sĩ về Kharkov nhằm cố gắng làm chậm bước tiến của người Nga. Tuy nhiên thì tình hình tại mặt trận không khả quan khi mà nhiều làng mạc, thị trấn liên tiếp rơi vào tay người Nga và Kiev lo sợ sự hỗ trợ của phương Tây sẽ có nguy cơ suy yếu trở lại. Nhưng mà có một thực tế đó là Nga càng giành được lợi thế thì phe hiếu chiến phương Tây sẽ càng không chấp nhận. Nó sẽ mở ra một giai đoạn leo thang mới có lợi cho giới tình hòa theo chủ nghĩa toàn cầu. Vị thế của phương Tây có thể nói là có một điểm thuận lợi là họ có lực lượng ủy nhiệm và chính quyền Kiev thì lại không ngần ngại để cho đất nước mình bị tàn phá. Trong khi đó, phía Nga phải tự mình chiến đấu và gánh chịu mọi hậu quả. Phe hiếu chiến phương Tây đang hành động cẩn thận theo chiến thuật luộc ếch, tức là leo thang một cách từ từ để không tạo cớ cho Nga trả đũa một cách đột ngột. Vì vậy mà giờ đây, Tổng thống Macron chỉ yêu cầu tấn công vào những vị trí trên lãnh thổ Nga, nơi mà Moscow sử dụng làm bàn đạp để thực hiện các cuộc tấn công vào Kharkov. Nếu có được sự cho phép, Kiev sẽ tung từ 1 đến 2 đòn tấn công cẩn thận để không xảy ra sự cố. Sau đó sẽ thêm một hai đòn tấn công nữa trong thời gian tiếp theo. Và dần dần, họ sẽ công khai sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào các kho dự trữ quân sự, các căn cứ không quân trên lãnh thổ Nga. Tức là sự leo thang sẽ tăng dần theo từng bước. Cho đến nay, có khoảng 10 quốc gia bao gồm có Pháp, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Cộng Hòa Séc, Thụy Điển, Estonia và Canada đã công khai đồng ý cho Kiev tấn công vào Nga bằng vũ khí của họ. Nhưng cũng cần phải lưu ý là ngoại trừ Pháp thì không có quốc gia nào trong số 9 thành viên còn lại là cung cấp cho Ukraine các vũ khí có thể gây thiệt hại đáng kể trên các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Hoa Kỳ thì ngày hôm qua đã tuyên bố rằng vẫn giữ nguyên lệnh cấm. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Macron một mặt lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công, nhưng vẫn không nói rõ là liệu chúng có được phép thực hiện cụ thể bằng tên lửa tầm xa của Pháp hay không. Đối với chính phủ Anh thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã từ chối trả lời câu hỏi liệu Ukraine có thể bắn vũ khí của phương Tây vào lãnh thổ Nga hay không. Ông ấy chỉ nói rằng họ được phép sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea. Tuy nhiên, về phía Ukraine thì Cố vấn Bộ Công nghiệp Chiến lược Yuri Zak cho biết rằng Anh đã cho phép Ukraine tấn công bằng tên lửa Storm Shadow và chúng tôi đã sử dụng chúng thành công dù vậy cả anh nga và ukraine đều chưa xác nhận công khai cuộc tấn công tên lửa của anh vào lãnh thổ nga vì vậy có thể xác định rằng tuyên bố này từ phía giới chức ukraine chỉ là một nỗ lực nhằm thuyết phục các nước phương tây cho phép họ thực sự tấn công nước nga rõ ràng rằng một giai đoạn mới đầy nguy hiểm của cuộc chiến đang diễn ra và con đường đàm phán hòa bình dường như là mù mịt đối với người nga thì tất cả các hành động gần đây của phương tây sẽ càng phải thúc đẩy họ tiến nhanh hơn đến phía trước còn đối với phương Tây, chuyên gia cố vấn của kênh truyền hình Pháp France 24, Pierre Lawrence, đã chia sẻ quan điểm thẳng thắn rằng những tuyên bố của Tổng thống Macron về việc gửi quân chỉ là những lời nói khoa trường. Cả Pháp và thậm chí là cả châu Âu ngày nay đều không thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine lâu dài. Bản thân Pháp cũng không có bất kỳ một khả năng quân sự nào có thể ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc xung đột. Ông này cũng cho biết là Ukraine không phải là một chủ đề mà người Pháp coi trọng. Vậy thì liệu Pháp có thể gửi tối đa bao nhiêu binh sĩ tới Ukraine? Ngay cả là họ có gửi tới 15.000 binh sĩ thì cũng không thể thay đổi được tình hình. Bởi vì chúng ta cần phải xét thực tế là có khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine chết trận mỗi ngày. Châu Âu ngày nay không thể gửi vũ khí và hỗ trợ quy mô lớn cho quốc gia đang thua trong chiến tranh. Pháp dự kiến là sẽ phân bổ 3 tỷ euro cho Ukraine. Tuy nhiên vấn đề là Paris thậm chí còn không có số tiền đó do thâm hụt ngân sách. Theo chuyên gia người Pháp Pierre Lawrence, thì sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine sẽ suy giảm khi Nga giành được nhiều lãnh thổ hơn trên chiến trường. Ông Lawrence đặc biệt đánh giá tình hình nội bộ của Ukraine là vô cùng nguy hiểm. Tính hợp pháp của tổng thống Zelensky hiện tại đang bị đặt dấu hỏi lớn và bất cứ lúc nào thì đất nước này cũng có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn, không thể kiểm soát được. Còn về phía Kiev thì thực tế phũ phàng đó là họ có nguy cơ cạn người để chiến đấu và tổng thống Zelensky dường như nhận ra rằng thời gian của Ukraine không còn nhiều. Do đó vào cuối tuần qua thì ông đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình hãy tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới ở Thụy Sĩ. Việc ông Biden được cho là sẽ vắng mặt tại Thụy Sĩ đang khiến cho chính quyền ông Zelensky lo ngại về sự chuyển hướng chú ý của Nhà Trắng sang cuộc bầu cử trong nước. Và Tổng thống Biden đang phải lựa theo ý chí của cử tri Mỹ, mà trong đó dự án Ukraine chỉ là thứ yếu. Cuộc thăm dò tại Mỹ do Viện Gaston thực hiện vào hôm 27 tháng 5 tiết lộ rằng Trung Quốc được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Đại đa số người Mỹ được hỏi tin rằng Trung Quốc sẽ tìm cách thống trị thế giới vào thế kỷ 21 này. Nước Nga của Vladimir Putin đứng thứ hai với tư cách là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh quốc gia. Hơn một nửa số người Mỹ được hỏi thực sự lo ngại rằng Tổng thống Putin có khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Hoa Kỳ. Kết quả này phần nào cho thấy rằng đa số người Mỹ lo ngại một cuộc chiến tranh lạnh mới sẽ bắt đầu. Châu Á trở thành điểm nóng sau Ukraine. Trung Quốc nói không có nghĩa vụ phải trả lời Việt Nam về kênh đào Phù Nam. Tờ Telegraph vào hôm 26 tháng 5 cho biết là Trung Quốc đang chuẩn bị đội phà và tàu dân sự để xâm chiếm Đài Loan. Tình báo Mỹ tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội Trung Quốc sẵn sàng tiếp quản hòn đảo này vào năm 2027. Các chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc có thể điều động khoảng 300.000 quân và trang thiết bị để xâm nhập qua eo biển trong khoảng 10 ngày. Trong khi đó, thì tờ South China Post vào hôm 28 tháng 5 cho biết rằng Trung Quốc kêu gọi Mỹ hãy tránh xa tranh chấp tại Biển Đông. Mỹ và Trung Quốc vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến ngay sau khi Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng phong tỏa Đài Loan. Đồng thời, cả hai bên cùng thảo luận về các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông và Hoa Đông. Đây là nơi mà Bắc Kinh có các yêu sách lãnh thổ trồng chéo với các quốc gia khác. Phía Mỹ cho biết Họ chia sẻ mối quan ngại sâu sắc và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan. Đồng thời cảnh báo Bắc Kinh đã thực hiện các hành động nguy hiểm, gây bất ổn, làm gián đoạn quyền tự do hàng hải của các quốc gia khác trên biển Đông. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh kêu gọi Washington ngừng ủng hộ sự độc lập của Đài Loan, đồng thời tuyên bố chủ quyền với hầu hết biển Đông giàu tài nguyên, vốn chồng lấn chủ quyền với Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Dưới thời của ông Biden, chủ đề Biển Đông và eo biển Đài Loan đã tạm lắng xuống, nhưng cuộc bầu cử tại Mỹ đang khiến cho chúng một lần nữa nóng trở lại. Dù vậy thì ảnh hưởng của Trung Quốc với kênh đào Phù Nam mới là sự kiện thu hút được sự chú ý nhiều nhất. Đặc biệt là nó có thể hỗ trợ cho Bắc Kinh tiến tới kiểm soát Biển Đông. Như chúng tôi đã từng phân tích trong các video trước, bối cảnh Biển Đông đang diễn biến với nhiều phức tạp. Với việc Trung Quốc liên tục quân sự hóa và xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về mục đích kép của kênh đào Phù Nam một mặt nó giúp cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Campuchia. Nhưng mà mặt khác, nó có thể đóng vai trò là nền tảng để hỗ trợ Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự tại Biển Đông. Về phía Campuchia thì tờ Phnom Penh Post dẫn lời ông Hussein vẫn phủ nhận rằng nước này sẽ không cho phép quân đội Trung Quốc đồn trú trên lãnh thổ của mình. Còn về phía Trung Quốc, Trang Baidu đã ra hai bài viết liên tiếp vào ngày 16 và ngày 17 tháng 4, trong đó xác nhận những thực tế mà phía Việt Nam lo ngại. Thứ nhất là về mặt kinh tế thì Baidu viết rõ ràng Người Việt Nam không lạc quan về điều này bởi vì việc hoàn thành kênh đào phù nam sẽ làm giảm cơ hội vận chuyển hàng hóa từ Phnom Penh và Việt Nam sẽ mất đi một lượng lớn doanh thu từ phí cầu đường. Ông Hussein tin rằng việc hoàn thành kênh đào phù nam sẽ giải phóng Campuchia khỏi sự phụ thuộc vào các cảng của Việt Nam. Tuy là một quốc gia giáp biển nhưng mà Campuchia lại không có con sông lớn nào dẫn thẳng ra biển. 33% lượng hàng hóa xuất khẩu của Campuchia phải đi qua hạ lưu sông Mekong ở Việt Nam. Do đó Việt Nam thu được một khoản phí quá cảnh tương đối lớn. Còn ở bài báo thứ hai thì Baidu xác nhận rằng dự án kênh đào cũng có ý nghĩa rất lớn đối với Trung Quốc. Sau khi dự án này hoàn thành thì Trung Quốc có thể đi thẳng từ sông Lanna tới sông Mê Công để đến Thái Lan và Malaysia mà không cần phải đi qua Việt Nam. Đồng nghĩa với việc vùng nội địa ở tây nam Trung Quốc sẽ có thêm một cửa ngõ trực tiếp đi ra biển. Nó cũng giúp bảo vệ sự an toàn của các tàu buôn Trung Quốc trên tuyến đường thủy Malacca. Đồng thời tăng cường mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc với Thái Lan và Malaysia, cũng như là các nước ASEAN khác. Tờ báo này còn nói rằng Campuchia không có đủ tiềm lực kinh tế cho nên đã tìm đến sự hỗ trợ của Trung Quốc. Và phía Trung Quốc đồng ý vì đó là vấn đề đôi bên cùng có lợi. Người Campuchia tin rằng dự án này sẽ khiến cho họ không còn phải nể nang phụ thuộc vào Việt Nam. Tờ báo này còn cho rằng việc Việt Nam yêu cầu Trung Quốc và Campuchia cung cấp toàn bộ thông tin xây dựng của dự án, đồng thời sẽ chỉ tán thành nếu như dự án này đáp ứng được các tiêu chuẩn sinh thái là một yêu cầu vô lý bởi vì Trung Quốc không có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin đó. Như vậy thì có thể thấy rằng, mặc dù không chỉ Việt Nam và cả Mỹ kêu gọi Campuchia phải minh bạch về dự án này, nhưng chính truyền thông Trung Quốc đã phủ nhận nghĩa vụ của quốc gia mình. Tuy nhiên thì những lo ngại của Việt Nam về mục đích kép của kênh đào Phù Nam không phải là không có cơ sở. Chính trang Baidu cũng đã xác nhận rằng cuộc tập trận chung rồng vàng của Trung Quốc, Campuchia diễn ra từ giữa đến cuối tháng 5, không nhằm mục đích cụ thể vào một quốc gia nào. Nhưng đây là một cuộc tập trận chung thứ 6 giữa hai nước và nó cũng được coi là một cú đáp trả đối với những yêu cầu quá đáng từ phía Việt Nam. Cần phải lưu ý là Baidu là một trong ba ông lớn bên cạnh Alibaba và Tencent đang thống trị các mạng xã hội Trung Quốc. Và mọi hoạt động thông tin của ba ông lớn này đều nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Tóm lại, về dự án kênh đào Phù Nam thì trang Baidu kết luận như sau. Tàu chiến của Trung Quốc tham gia tập trận chung với Campuchia nhằm tăng cường hợp tác và là cú đáp trả lại những nghi ngờ của các quốc gia khác về dự án kênh đào Phù Nam. Dự án kênh đào Phù Nam là nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào tuyến đường thủy sông Mekong của Việt Nam và có ý nghĩa rất lớn đối với hậu cần kinh tế của Trung Quốc và ASEAN. Cuối cùng, đó là Việt Nam và Mỹ đã kêu gọi tính minh bạch của dự án xây dựng kênh đào nhưng mà Trung Quốc và Campuchia nhấn mạnh là họ không có nghĩa vụ phải giải trình và thế giới bên ngoài cũng không thể ngăn cản. Những tuyên bố trên cho thấy quyết tâm của hai nước trong việc xây dựng công trình đầy tranh cãi này. Vậy thì quý vị có nhận định như thế nào về nó? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến bên dưới phần bình luận quý vị nhé. Bài bình luận hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.